các bạn. Hôm nay mình chia sẻ cách làm bánh chuối hấp vừa ngon lại vừa đơn giản và rất là dễ thành công. Thì để làm bánh này á, ở đây mình có là một nải chuối xiêm. Nải chuối này mình cân lên là 700g. Thì các bạn nên chọn chuối chín mùi như vậy nè. Thì nhìn nó xấu một xíu nhưng mà làm bánh ăn rất là ngon. Đây là bột năng. Bột năng mình dùng là 200g. Rồi thêm 100g bột gạo lọc nữa nha. Thì cả bột năng và bột gạo luôn á, hai thứ bột là 300g đó. Mình dùng thêm đường thốt nốt nè, cho bánh có màu đẹp hơn. Cục đường này là 100g. Rồi thêm xíu muối nữa nè, để cho bánh chuối được đậm đà hơn. Rồi nguyên liệu cuối cùng là nước. Mình dùng là nửa lít nước lọc nha. Nguyên liệu đã xong rồi. Thì đầu tiên mình sẽ đi nấu nước đường lên trước. Đường thốt nốt mình cắt nhỏ ra như vậy nè. Đó, mình cho hết vào. Rồi cho muối vào luôn nha. Cái ca nước hồi nãy mình chuẩn bị đó, nửa lít nước đó, nhưng mà mình cho vào đây chút xíu thôi. Rồi mình sẽ nấu cho đường nó tan ra. Đường mình không cần nấu lâu nha, mình chỉ nấu cho đường nó tan ra hết như vậy là được nè. Mình tắt bếp, mình để cho nó nguội bớt và mình pha bột. Để pha bột thì đầu tiên mình cho hết 100g bột gạo vào. Nước đường mình nấu nè, mình để nó nguội bớt rồi đó, nó còn ấm ấm đó, thì mình cho vào bột gạo, mình trộn cho bột gạo nó tan đều ra. Do bột gạo mình dùng là cái bột gạo cục nè các bạn, cho nên mình sẽ trộn cho nó tan trước thì mình mới cho bột năng vào nha. Còn mà nếu bột gạo mà nó mịn luôn á thì các bạn có thể trộn cùng với bột năng luôn. Bột gạo mình trộn với đường thốt nốt á cho nó tan đều ra, nó mịn vậy nè. Thì tiếp tục mình sẽ cho hết cái phần bột năng vào. Cái tỷ lệ bột mình dùng á là một bột gạo và hai bột năng. Nửa lít nước hồi nãy mình đã cho vào, mình nấu nước đường một ít rồi đó, thì còn lại mình cho vào bột nè. Mình cho vào từ từ thôi, mình trộn bột cho nó mịn luôn là được. Mình cho nước vào, mình khuấy cho bột nó tan đều ra hết vậy nè. Đó, thì mình sẽ để bột đây cho nó nghỉ một chút. Bây giờ mình sẽ đi chuẩn bị đến phần chuối. Làm bánh chuối mà các bạn dùng chuối chín muội như vậy nè, nó rất là ngon. Rồi mình dùng cái giá nè, mình dầm nát cái chuối ra. Thì không thích dầm á, các bạn có thể cắt khoanh mỏng cũng được nữa. Nhưng mà mình làm nhiều lần thì mình thấy cái cách dầm chuối ra làm bánh nó sẽ ngon hơn đó. Chuối mình dầm nát càng vậy nè các bạn. Xong thì mình sẽ cho vào bột mình trộn. Mình trộn chuối với bột cho đều lên. Trộn xong thì mình sẽ cho vào khuôn mình hấp được rồi. Các bạn nhớ là trước khi cho bột vào á, thì cái khuôn mình phải thoa dầu ăn nha. Mình đổ bánh mỏng thôi, đó còn dư bột lại nè. Mình sẽ thoa dầu thêm một cái dĩa nữa, mình sẽ hấp thêm một dĩa nữa nha. Nước nó nóng lên thì mình cho bánh vào hấp. Mình sẽ hấp bánh chuối này với lửa vừa trong 25 phút. Trong thời gian hấp bánh thì mình đi nấu nước cốt. Đây là 300ml nước cốt dừa nè. Này mình vắt từ 300g dừa nạo ra đó.
Rồi đến đường nè, mình dùng là 70g đường cát. Rồi thêm xíu muối nữa, khoảng 1 phần 3 muỗng muối á. Đây là bột gạo nè các bạn. Bột gạo mình dùng 1 muỗng canh, mình hòa cùng với 1 ít nước á, rồi mình cho vào nước cốt luôn. À, xong thì mình bật bếp lên, mình để lửa nhỏ để mình nấu nước cốt. À, nước cốt có bột gạo nè, thì mình phải nấu cho bột gạo nó chín kỹ. Thì khi cái nước cốt mình để nó nguội á, nó không có bị dữa. À, nước cốt vậy là được rồi nè. Giờ mình tắt bếp, mình để nguội. À, bánh hấp được 25 phút là nó chín rồi. Còn không thì các bạn có thể dùng cái tăm á, mình xăm vô mình thử nha. À, cái tăm mình á, nó không dính bột sống làm bánh đã chín á. Nè các bạn nhìn hấp dẫn chưa? Cái chuối mình dầm ra với đường thốt nốt á, nó lên cái màu tự nhiên rất là đẹp nè. À, bánh nguội hoàn toàn thì mình lấy ra. Các bạn muốn bánh nó bóng đẹp mà nó không dính tay á, thì khi bánh nó nguội bớt thì mình thoa lên mặt bánh một lớp dầu ăn. À, các bạn nhìn ngon chưa nè. Cái dao thì mình bọc cái màng bọc thực phẩm lại á, mình cắt nó rất là dễ, nó không có bị dính dao. Nè các bạn, bánh mềm lắm luôn á. Này mình có thể cắt vuông nè, hoặc là cắt xéo tùy thích. Em cắt cho các bạn xem nè. Bánh có cái độ dai mềm vừa phải. À, với cái độ mềm như vậy á, thì trẻ em hay người già đều ăn được hết nha. Mình chan thêm nước cốt mình ăn. Còn bạn nào mà không ăn được nước cốt á, thì bánh này nó có đường thốt nốt rồi thì mình ăn không nó cũng ngon nữa. Rồi mình cho lên xíu mè rang nữa nè, cho nó thơm. Nè các bạn nhìn hấp dẫn chưa nè. Mời các bạn nha. Bánh có cái độ dai mềm vừa phải á, ăn rất là ngon. Nó có cái vị ngọt thanh tự nhiên của chuối cộng với vị ngọt của đường thốt nốt rồi béo béo của nước cốt dừa, ngon lắm luôn á. Các bạn hãy thử làm bánh chuối theo cách này đi, vừa ngon lại vừa đơn giản nữa đó. Đến đây thì cái món bánh chuối hấp mình đã làm xong rồi. Thì mình cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần tới.